Kính thưa chị Đặng Thị Minh Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý cô chú, anh chị đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ, kính gửi lời chúc mừng năm mới 2023 đến quý cô chú và anh chị. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để vui mừng chung. Sáu ngày nữa, Tết Quý Mão 2023 trở về với đất nước và con người Việt Nam. Trong lúc hàng triệu người khắp 63 tỉnh thành trở về quê hương đất tổ để sum vầy với người thân, đón Tết truyền thống, hạnh phúc gia đình, vẫn còn đó nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó, các cô chú anh chị mất khả năng ánh sáng, hoặc là khả năng đó chỉ còn một trong hai con, lại ít được cộng đồng quan tâm hơn. Hồi đáp lại một phần nho nhỏ những khó khăn như vừa nêu, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm 200.000 tiền mặt và 200.000 tiền quà đến quý cô chú và các anh chị em. Số tiền quà vừa nêu dù rất nhỏ nhưng thể hiện được tình thương kính mà cộng đồng Phật tử dành cho quý vị cũng như là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quan tâm chăm sóc dưới góc độ an sinh xã hội. Nhân dịp này đó, với tư cách là chủ trì chùa Giác Ngộ, tôi xin gửi đến quý vị ba điều không, hai điều có. Mong rằng quý bà con cô bác suy gẫm để trải nghiệm một mùa xuân an vui, hạnh phúc, cát tường, như ý. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều không thứ nhất là không mặc cảm tự ti. Khi chúng ta bị khuyết tật bất cứ một chi phần nào, yếu kém một bộ phận nào trên cơ thể, chúng ta thường mặc cảm về điều đó. Mặc cảm tự ti sẽ làm cho niềm tin của chúng ta không thể phát huy được. Mặc cảm tự ti về cái nghèo, cái khó khăn, cái bất hạnh càng làm cho chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn, nỗi khổ và niềm đau. Do đó, theo lời Phật dạy, giá trị thật của một kiếp người là hạnh phúc. Như vậy, dầu chúng ta có đầy đủ các giác quan hay là khiếm khuyết một bộ phận nào, không ngăn cản việc chúng ta có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện thực này. Do đó, theo tinh thần đó, rất mong các cô chú, anh chị em đừng bao giờ mặc cảm về chính mình, và cũng đừng bao giờ buồn cho thân phận của chính mình, và hãy lạc quan, yêu đời để tận dụng những gì mà mình lạc quan yêu đời đó, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nếu quý vị hoan hỷ với lời đề nghị nêu trên, xin dành một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, không buồn khổ và không than vãn. Buồn á, là một trạng thái cảm xúc tiêu cực làm cho chúng ta đó nhấn chìm ở trong nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, và trong tình trạng nặng hơn á, có thể đánh chìm mình trong trầm cảm, và tệ hại nữa đó là tự tử chết. Hàn Quốc là quốc gia
có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ thanh xuân nhiều nhất ở châu Á, có năm đứng đầu toàn cầu. Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tự tử tuổi già đứng đầu thế giới. Tất cả là do hệ quả của lối suy nghĩ tiêu cực về bản thân, về gia đình, về những kỳ vọng, về những nỗ lực, về những gì mình trông đợi, nhưng trên thực tế vượt thoát khỏi tầm tay. Thay vì mình buồn về nó, Đạo Phật dạy chúng ta hãy chiêm nghiệm về nó dưới hình thức: nếu tôi đã nỗ lực hết mình, nỗ lực với phương pháp đúng, kiên trì không bỏ cuộc, không đầu hàng, không chống lại, mà kết quả vẫn xảy ra như thế, thì tốt nhất hãy hoan hỷ với kết quả đó, vì chúng ta không còn lỗi gì trong đó hết á, mình đã làm tốt nhất có thể rồi. Như vậy, kết quả giàu không trông đệ, nhưng đó là hệ quả tất yếu của phương pháp như thế, nỗ lực như thế, hoàn cảnh như thế, điều kiện như thế, và nhân duyên như thế, thì nó phải như thế. Cho nên chúng ta hãy chấp nhận cái như thế đó sau khi đã phấn đấu tốt nhất. Thì bằng cách đó đó, không có gì để làm cho chúng ta phải phiền muộn, ưu tư, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Vì những thứ này đó, nó không làm cho các vấn nạn đã xảy ra và vẫn đang còn tiếp diễn, hoặc là sẽ xảy ra hay là đang xảy ra, có thể ngưng lại được. Chỉ có trạng thái tâm tỉnh thức, thái độ điềm tĩnh, không lo lắng, không sợ hãi, mới giúp cho chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua các trở ngại và thử thách đang có mặt ở xung quanh. Cho nên thay vì buồn, quý vị cứ hãy thản nhiên, như thể không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với mình. Bằng thái độ tích cực đó đó, thì việc rắc rối lớn trở thành vừa, việc trở ngại vừa trở thành nhỏ, việc nghịch duyên nhỏ trở thành không có gì. Thì đó là cái cách mà chúng ta không làm khó chính mình về phương diện cảm xúc. Nếu quý vị hoan hỷ với lời góp ý này, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều ba, không than vãn. Than á là tự tạo ra các cảm thán từ tiêu cực, bao gồm những từ như là: trời đất ơi, tại sao đời tôi bi đát thế này, tại sao gia đình tôi đó khốn khổ thế kia, tại sao đó tôi giúp rất nhiều người mà người ta đền đáp lại tôi bằng những sự trả oán, tại sao trước đời tôi không gặp được thuận duyên, tại sao tôi cứ ba chìm bảy nổi tám lên đên, trời ơi là trời, chết tôi rồi, tiêu đề rồi, thất bại rồi, chắc là tôi không thể nào sống hỏi cái mùa Tết này rồi. Tưởng chừng như những câu than thở đó là vô thưởng vô phạt, mà thực ra mỗi lần tâm mình nghĩ đến chừng đó thôi, thì nỗi khổ niềm đau đã trỗi dậy trong cuộc sống tinh thần của chúng ta thêm nhiều lần nữa. Và cứ kể, cứ than, cứ lo buồn về nỗi khổ niềm đau đó, tâm sự với người khác, nhất là những người không có khả năng giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta vô tình làm cho nỗi khổ niềm đau đó không chết được, không dứt được, không thoát ra khỏi não trạng của mình. Cho nên thay vì chìm vào trong nỗi than thở, thì triết lý Phật giáo khuyên chúng ta hãy nghĩ đến những điều tích cực. May quá, tôi vẫn còn một con mắt để nhìn thấy ánh sáng. Nếu ai đó đã bị mất khả năng ánh sáng ở một con còn lại, còn đối với những người mà lỡ cả hai con mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, nó may quá, tôi vẫn còn cuộc sống, tôi vẫn hít thở được, tôi vẫn có người thân. Còn trong trường hợp không có người thân thì tôi vẫn còn có bạn bè, trong trường hợp không có bạn bè thì tôi vẫn còn những người yêu thương tôi. Tức là ở bất cứ một góc độ nào, đừng bao giờ đánh mất cái nhìn lạc quan về cuộc sống của chính mình. Bởi vì theo Đức Phật đó, được sống với tư cách là một con người là phước báo lớn nhất.
Cho nên chúng ta thiếu phước báo về một bộ phận nào đó, thì đó không phải là mất hết tất cả cuộc sống này. Chúng ta còn có nhiều giá trị khác. Cho nên hãy lạc quan, tích cực, yêu đời để không chìm vào sự hành khổ bản thân bằng những lời than. Nếu bà con hoan hỷ với lời đề nghị vừa nêu, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 4, hãy cười thật nhiều. Bà con nào đến đây rồi đó thì có lẽ là quen với bài thực tập và thầy đề nghị. Khi quý cô chú anh chị em cười đó, thì cái động tác mở miệng thật là to, cười khanh khách, cười kha khả, cười giòn giả, cười thoải mái, cười mát trời ông đẻ, cười như thể là không có bất cứ một chuyện khổ đau nào đã từng xảy ra hay đang xảy ra với mình, thì lập tức cái phản ứng đó nó kích thích và gây ra cái chất hạnh phúc ở trên não của chúng ta, ở vùng thùy mã. Và yếu tố này nó làm cho mình trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn, năng động hơn, thoải mái hơn, sảng khoái hơn, và dĩ nhiên sống khỏe, sống thọ hơn. Cho nên quý bà con hãy tập thói quen mỗi ngày hãy tưởng thưởng cho mình ít nhất 10 lần cho đến 20 lần cười. Mỗi một lần cười đó 15 giây. Việc này đâu có khó, không cần tốn tiền mà mình vẫn có thể có được. Cho nên bây giờ quý bà con hãy mở khẩu trang ra nha. Mở ra. Và chúng ta tập bài cười thật là to nha. Mà trước khi cười thì quý vị sẽ thấy ra này, giá trị của nụ cười ngoài việc tạo ra hạnh phúc trên não của mình, còn làm cho mình trẻ trung ở gương mặt, trẻ trung ở thái độ sống, trẻ trung ở cảm xúc. Ai từ tuổi 60 trở lên thì cười nhiều tới trở thành là đẹp lão. Quý bà trở thành là quý bà đẹp, quý ông trở thành là quý ông điển trai. Còn thanh thiếu niên thì dĩ nhiên là được nhiều người thương yêu quý mến. Cho nên chúng ta phải gọi là đánh bại cái gương mặt hình sự và do nỗi buồn, do chán trường, do buồn tuổi, do mặc cảm và do than thở, nó làm cho mình gần như là không còn niềm vui được. Thì bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng cười nhé. Khi thầy Nhật Từ đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cười thật là to lên nha. Máy camera đang quay quý ông bà, quý anh chị đây. Và ai không cười tươi thì người đó tự nhiên không đẹp bằng người xung quanh. Bây giờ quý vị phải thể hiện mình đẹp hơn người xung quanh nhé. Hoặc tối thiểu là phải đẹp tương đương. Rồi bây giờ chúng ta thực tập bài cười nhé. 1, 2, 3. Ở trên đây nhìn xuống thấy ai cũng trẻ ra được 5 tuổi. Bây giờ quý vị muốn trẻ ra 5 tuổi nữa không? Thì bây giờ chúng ta cùng cười nữa nha. 1, 2, 3. Sáng mời phải cười 5 lần, buổi chiều phải cười 5 lần, bữa tối phải cười 5 lần, mỗi lần cười 15 giây. Việc này có khó làm không? Rất dễ. Việc này có tốn tiền không? Không. Việc này có mang lại hạnh phúc không? Chắc chắn có. Cho nên bây giờ chúng ta cười lại đây để cam kết rằng là tôi phải tưởng thưởng cho cuộc đời của tôi bằng những nụ cười giòn giả nha. Chúng ta bắt đầu lại nha. 1, 2, 3. Cảm ơn quý vị. Cái này gọi là thiền cười, để vẫy tay chào với nỗi đau, tống khứ nỗi buồn, không kết bạn với nỗi lo, không hôn nhân với những điều bất hạnh. Chúng ta phải giữ cho tâm mình được thoải mái, vui cười, hạnh phúc. Kính thưa quý cô chú và anh chị em, và điều cuối cùng đó, đó là chúng ta hãy nhớ trải nghiệm hạnh phúc bằng sự quan tâm
đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau. Thì cuộc đời này đó đầy ắp rất nhiều các thử thách và rủi ro, mà mỗi khi trải qua nó đó, chúng ta đều cảm thấy không vui. Dầu không phải là bản thân mình, hễ là người thân mà mình có tình thương, tình yêu, tình thân quyến, tình cảm tốt lành, mà bị vướng vào các nỗi khổ niềm đau nào đó, thì chúng ta cũng không thể nào thoải mái khỏi lòng được. Cho nên để cho cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị đó, thì tinh thần Phật giáo khuyên chúng ta là hãy mở tâm từ bi ra, gồm có hai phương diện. Phương diện một, bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc của mình đối với những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình, để mình bớt khổ. Khi mình thấy người khác đã khổ hơn mình nữa thì tự động mình bớt khổ à, rồi mình mới thông cảm được. Và thứ hai đó, nương vào cái sự cảm thông đó, chúng ta có các hành động mà tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người, mình có thể đồng hành, trợ giúp. Người vẫn còn nhìn thấy ánh sáng thì có thể dìu dắt người kém may mắn hơn là không còn cơ hội nhìn thấy. Và nếu tất cả đều không còn cơ hội nhìn thấy bằng hai con mắt, thì chúng ta đồng hành bằng cách đó là nắm vai nhau. Người đi sau nắm vai sau của người đi trước, người đi trước nắm vai sau của người đi trước nữa. Cứ như thế chúng ta tạo thành một hàng. Và đây là văn hóa ứng xử mà các cô chú anh chị em đã làm rất lâu rồi. Nhắc lại để chúng ta biết đó là sự đồng hành. Mà khi đồng hành như vậy đó, thì chúng ta sẽ đi không bị vấp ngã, không bị va vấp, và mình có thể đi thoải mái từ ở dưới tầng G của chùa Giác Ngộ lên trên lầu 1, rồi sau đó từ ở lầu 1 đi xuống tầng G để nhận quà rồi ra về. Thì cứ như thế, ở nhà, ở xóm, bất cứ ở đâu, chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau bằng thái độ đồng hành, bằng hành vi đồng hành. Bằng cách đó, thứ nhất, vượt qua được cô đơn. Thứ hai đó, làm cho mình cảm thấy không buồn. Thứ ba, làm cho mình nó cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, lạc quan yêu đời. Và bên cạnh sự đồng hành đó đó, thì phương pháp thiền của Đức Phật dạy còn nhắc nhở chúng ta hãy nhẩm ở trong đầu: tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, tôi nhận thức đời là vô thường, tôi buông bỏ nỗi khổ niềm đau. Cứ nhẩm 5 điều như vừa nêu song song với điều thứ 6: tôi may mắn vẫn còn sống và trải nghiệm hạnh phúc ở trên cõi đời này. Thì bằng 6 tâm niệm đó song song với kỹ năng hít thở qua cái công thức trong tư thế ngồi 4-2-6-2, trong tư thế nằm 6-2-8-2. Cái con số đầu đó là hít vào, đang ngồi thì hít vào 4 giây, đang nằm thì hít vào 6 giây, sau đó nín thở 2 giây, đang nằm á thì hít vào sẽ thở ra 10 giây, còn đang ngồi thì thở ra 6 giây đến 8 giây, rồi sau đó nín thở 2 giây. Thì thở như thế được gọi là thở 4 thì, nó sẽ giúp cho chúng ta đó đưa oxy làm nuôi dưỡng các neuron thần kinh trên não, làm cho mình cảm thấy thoải mái, sảng khoái. Và thứ hai là nó làm cho tươi nhuận máu. Thứ ba là nó giúp cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt. Thứ tư nó làm cho nhịp tim được điều hòa. Thứ năm nó làm cho cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bất an đó được vượt qua. Thứ sáu nó làm cho mình tự tin hơn và trải nghiệm được hạnh phúc vững vàng hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta hít thở. Đang ngồi thì mình tập hít thở trong tư thế ngồi, đang nằm thì hít thở trong tư thế nằm. Nhớ là ngồi và nằm thì hít thở bằng lỗ mũi. Đang lúc đi và nhất là lên cầu thang hay là chạy bộ, tập thể dục, thì chúng ta nhớ là hít vào bằng lỗ mũi và thở ra bằng miệng, để tống carbonic ra bên ngoài thật là nhanh. Thì đó là cái công thức mà mình có thể song song với cái tâm niệm nhẩm thường xuyên ở trong đầu: tôi hoan hỷ, tôi hạnh phúc, tôi cảm nhận vô thường, tôi buông bỏ nỗi khổ niềm đau, tôi thấy cuộc đời này đối với tôi vẫn rất hài lòng và tôi hạnh phúc về những điều đó. Thì bằng cách đó cộng với sự hít thở ra vào, quý vị sẽ có một thái độ rất lạc quan, yêu đời, hạnh phúc. Và một lần nữa, thay mặt Tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ cũng như Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, chúc quý bà con mừng xuân Quý Mão 2023 an khang, hạnh phúc, sum họp gia đình
để vượt qua tất cả những điều bất hạnh mà chúng ta có thể gặp phải trong năm 22 hay bất cứ thời khắc nào trong năm. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng năm mới.